Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc tổ chức họp dân, công bố chủ trương đầu tư, thông báo thu hồi đất, dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Vinhomes VIG đầu tư tại xã Phước Vĩnh Tây, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đến dự. Dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích hơn 1.000 hectare với hơn 3.800 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 90.755 tỷ đồng. Đây là dự án rất quan trọng để phát triển đô thị của huyện Cần Giuộc, tạo sự phát triển về kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân xã Phước Vĩnh Tây nói riêng và huyện Cần Giuộc nói chung. Với tầm quan trọng của dự án, lãnh đạo huyện đề nghị người dân đồng thuận cao với chủ trương đầu tư dự án, phối hợp tốt với các đơn vị, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng để dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.